thì tổ trong tương lai mở rộng qua vùng Á Châu luôn, điển hình là Nhật. Nhật nó mừng, nó thúc đẩy hoài à. Thì đương nhiên nó mời một số quốc gia quan sát viên đó, nhưng mà quý vị hiểu là cũng có thể là những cái potential sau này là Nhật, Đại Hàn, New Zealand, Tân Tây Lan và Úc Châu, quý vị thấy không? Thì có thể mai mốt nó sẽ bao gồm, tức là mai mốt có thể đổi không còn gọi là Bắc Đại Tây Dương nữa mà có thể là toàn cầu, có thể là NATO toàn cầu. Mà cái điều đấy chắc chắn Nga và ông Tập không thích rồi, Nga và Tàu không thích rồi, bởi vì nếu mà nhiều như vậy tức là kiềm chế ông ta không có tự tung tự tác được ở cái vùng Biển Đông, ông Tập đó, cho nên ông Tập cũng đang theo dõi dữ lắm. Cho nên người ta mới nói là từ những Đài Loan trở thành lép vế, bởi vì thế này, người ta sợ rằng nếu ông thấy như vậy đó, trong tương lai có thể bao vây ông ta, ông Tập thì ông nghĩ như vậy, vì lập những cái liên minh như vậy, nếu mở rộng thêm ở Á Châu, thì vì cái đó, ông ta biết đâu ông ta ra lệnh bất ngờ tấn công Đài Loan sớm, để trước khi cái liên minh này nó hình thành. Thế nên cái đó Đài Loan cũng đang phải lo lắng chuyện đó, đó. Nhất là chưa kể Đài Loan sắp bầu lại. Và cái tay bây giờ đang thắng thế chính là tay đối thủ bà Thái Anh Văn. Thái Anh Văn bây giờ yếu rồi so với cử tri đó của Thái Lan, à xin lỗi quý vị, của Đài Loan. Là vì thế này không cả gì cả, Tàu nó cứ lên tiếng hăm dọa hoài à, là nó đánh chiếm. Thì có những cử tri muốn sự bình an, an phận, không sợ chiến tranh, sẽ bầu cho cái đảng bây giờ đang đối lập bà Thái Anh Văn đó. Bây giờ thăm dò là đảng đó sẽ thắng thế đó. Thì cái đảng đó nó chịu mềm mỏng, nó chịu xuống nước, nó chịu cúi đầu trước bên ông Tập. Thành ra là bây giờ tình hình nó thay đổi nhiều thứ lắm. Nhưng mà rõ ràng quý vị thấy không, chỉ cần một cuộc chiến do Putin phát động thì nó ra bao nhiêu vấn đề.